Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì vào rạng sáng ngày hôm nay, Samsung đã chính thức ra mắt bộ 3 sản phẩm được rất là nhiều bạn mong chờ, đó là Galaxy S20, S20 Plus và S20 Ultra, đúng như là những tin đồn trước đây. Và tất cả những cái thông số kỹ thuật rồi là ngoại hình như nào thì gần như là trước đó cũng đã lộ ra hết rồi. Thế hôm nay mình sẽ khẳng định lại một chút về những cái thông số cấu hình của bộ ba cái sản phẩm này. Đấy, nhưng mà trước đó thì Samsung đã ra mắt cái sản phẩm Galaxy Z Flip. Đấy, thì mình sẽ có một cái video riêng để điểm tin về cái sản phẩm này sau. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về bộ ba sản phẩm mới của Samsung trong năm nay. Đấy, đầu tiên ý, là S20 sẽ là sản phẩm mà có một cái thiết kế nó nhỏ gọn nhất. Đấy, ở giữa thì sẽ là S20 Plus và có kích thước lớn nhất thì sẽ là S20 Ultra. Thì về mặt ngoại hình thì thiết kế hiển nhiên rồi, với flagship chúng ta sẽ có kính và kim loại rồi. Đấy, nhưng mà cái màn hình của bộ 3 sản phẩm này thì nó đã bớt cong hơn so với cả thế hệ trước. Cái viền của nó đã bớt cong hơn rất nhiều rồi nhá, bớt cong hơn rất nhiều. Có thể là Samsung đang quan tâm đến trải nghiệm cầm nắm của người dùng. Rất là nhiều người dùng feedback lại đó là với cái màn hình nó quá cong thì đôi khi họ cầm lên tay thì cái phần da ở trên tay nó hay chạm vào trong màn hình, có thể khiến cho họ khó chịu. Đấy, thì đối với cả bộ 3 sản phẩm mới này thì nó đã ít cong hơn rất là nhiều rồi. Và cái camera ở phía trước ấy, thì nó đặt chính giữa giống như là Galaxy Note 10 với cả Galaxy Note 10 Plus, chứ không đặt lệch giống như S10 và S10 Plus nữa. Đấy, và cũng không còn cái hình viên thuốc vô duyên giống như là S10 Plus nữa. Rồi tiếp tục nữa nào. Về cái phần mặt sau thì sao? Các bạn có thể thấy đấy là Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra sẽ có những cái cách thiết kế cụm camera hình chữ nhật. Nhưng riêng đối với cả S20 Ultra thì cái cụm camera của nó sẽ nhìn vô cùng hầm hố luôn. Đấy, và chúng ta sẽ có cái dòng chữ đó là zoom 100x. Đây thực ra đây là zoom số thôi chứ không phải là zoom quang, nhưng mà như thế này đã nhìn nó rất là kinh khủng rồi. Đấy, còn cái cụm camera hình chữ nhật ở trên S20 với cả S20 Plus ấy, thì chúng ta đã bắt gặp ở trên những sản phẩm trước đó của Samsung rồi. Ví dụ như là Galaxy A51 với cả Galaxy A71. Đấy, thì thiết kế là cái con S20 Ultra là cái cụm camera ở phía sau là khác hẳn luôn. Và thậm chí là cái hình chữ nhật này nó chiếm đến một nửa cái chiều rộng ở phía mặt lưng phía sau của cái S20 Ultra, rất là khổng lồ luôn. Chúng ta sẽ nói tiếp về phần màn hình thì sao. Đấy, à về phần trọng lượng nhé, thì trọng lượng của S20 sẽ là nhẹ nhất rồi, là 163g. Còn của con S20 Plus sẽ là 188g. Còn S20 Ultra rất là nặng, 222g. Đấy, màn hình thì sao? Cả ba sản phẩm này đều được trang bị màn hình tần số quét là 120Hz và tần số chạm cảm ứng là 240Hz. Một trong những cái rất là hay. Nhưng chúng ta cũng cần phải ý một cái điều, đấy là rất nhiều bạn hỏi mình là liệu với tần số quét 120Hz kết hợp với màn hình 2K thì liệu nó có tốn pin hay không? Thì câu trả lời đó là chúng ta sẽ chỉ kích hoạt được màn hình 120Hz với độ phân giải là Full HD cộng mà thôi. Đấy, có thể là không biết là trong tương lai thì Samsung có fix cái phần mềm để cho chúng ta có thể điều chỉnh được 120Hz với 2K hay không. Nhưng hiện tại là 120Hz là kết hợp với cả Full HD cộng, còn 2K là kết hợp với cả 60Hz. Đó. Rồi, về kích thước ý, thì sẽ có sự khác biệt. Đấy là S20 sẽ có kích thước là 6,2 inch, S20 Plus sẽ là 6,7 inch, còn S20 Ultra sẽ là 6,9 inch. Tấm nền thì vẫn là Dynamic AMOLED. Đấy, tỷ lệ thì đã là tỷ lệ kéo dài hơn một tí rồi. Đây là tỷ lệ 20:9. Đấy, kính cường lực là kính cường lực Gorilla Glass 6 có HDR10+. Đấy, đấy là những thông tin. Nghĩa là cái sự khác biệt lớn nhất đấy là chính là đến từ tần số quét màn hình. Như vậy là so với cả iPhone là ít nhất là bây giờ Samsung cũng có cái điểm nhỉnh hơn rồi. Đó. Về mặt hiệu năng thì sao? Cái phiên bản ở Việt Nam cũng như là ở thị trường Hàn Quốc sẽ sử dụng đó là con chip Exynos 990. Con chip này được trang bị được sản xuất ở trên tiến trình 7 nanomet và nó được đánh giá là sẽ xem với cả chip Snapdragon 865. Đấy, tất nhiên là như truyền thống ấy thì nó sẽ kém chip Snapdragon một chút. Còn những cái phiên bản chạy con chip Snapdragon 865 ấy thì nó sẽ xuất hiện ở những thị trường ví dụ như là Mỹ với cả Nhật Bản. Đó, nhưng đánh đổi lại tất nhiên rồi, ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta sẽ được được 2 SIM thay vì những thị trường như là Mỹ và Nhật. Về RAM với ROM thì sao? S20 sẽ có phiên bản RAM 12 bộ nhớ trong 128 này.
S20 Plus sẽ có phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong lần lượt là 128, 256 hoặc là 512. Đấy, còn S20 Ultra sẽ có một cái phiên bản rất là khổng lồ, lên tới là RAM 16GB và bộ nhớ trong là 512GB. Thể đọc ghi bộ nhớ trong vẫn là tốc độ cao UFS 3.0. Nghĩa là thực ra nếu mà chúng ta so sánh nó sang với S10 S10 Plus ý, là thể đọc ghi bộ nhớ trong là tốt hơn đấy nhá. S10 S10 Plus chỉ là 2.1 thôi. Hình như là Note 10 với Note 10 Plus thì mới được lên 3.0. Còn lên cái dòng S mới nhất lần này là S20, S20 Plus, S20 Ultra thì đã là 3.0 rồi. Đấy. Về camera thì sao? Các bạn có thể nhìn thấy đấy là camera về cái thiết kế của S20 và S20 Plus là khá là giống nhau nhé. Chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ f 1.8, tiêu cự 26mm. Chúng ta sẽ có thêm một camera tele, đây là tele zoom 3x, sẽ có độ phân giải là 64 megapixel. Và chúng ta sẽ có một camera góc siêu rộng nữa, có độ phân giải là 13 megapixel. Đấy là điểm chung giữa hai camera của con S20 và S20 Plus. Tuy nhiên S20 Plus ấy thì sẽ xuất hiện thêm một cái camera TOF nữa. Đấy, còn S20 thì là không có. Đấy, nó cũng sẽ quay được video 8K ở 30 khung hình trên giây. Một cái chất lượng quay video mình đánh giá là rất là khủng khiếp. Đấy, rồi còn riêng cái S20 Ultra sẽ là cái mà mình sẽ nhắc tới ở đây. Đấy là nó sẽ có cái camera lên tới là 108 megapixel. Quá khủng khiếp luôn đúng không ạ? Đấy, rồi là nó sẽ có một cái camera tele 48 megapixel nhưng mà tiêu cự là 102 mm, tiêu cự rất dài luôn, camera tele tiêu cự rất dài. Đấy, và tất nhiên rồi nó sẽ có kết hợp cả zoom số các thứ là lên đến tận 100x cơ, và nó sẽ có một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12 megapixel nữa, thêm nữa là có cả kết hợp với cả camera TOF. Về camera selfie thì sao? Camera selfie của S20 với cả S20 Plus sẽ là camera selfie 10 megapixel. Còn S20 Ultra sẽ là 40 megapixel. Đấy, đây là những sự khác biệt này. Rồi chúng ta vẫn sẽ có công nghệ âm thanh Dolby Atmos bình thường thôi. Đấy, pin thì cũng là cái sự khác biệt, khi mà S20 sẽ là viên pin 4000, một sản phẩm màn hình bé nhé, là đã có pin 4000 rồi. S20 Plus sẽ là pin 4500, còn S20 Ultra sẽ là pin 5000 mAh. Đấy, S20 Ultra thì sẽ có sạc nhanh 45W luôn. Còn S20 và S20 Plus nếu mình không lầm là sẽ chỉ có sạc nhanh 25W mà thôi. Nói kỹ hơn về camera của Samsung năm nay ấy, thì nếu chúng ta để ý thì về cái phần mềm thì cái camera của nó đã mượt mà hơn trước rất là nhiều rồi. Ví dụ như trước chúng ta chuyển từ góc 1x này sang 2x là nó crop lại luôn này. Đấy, xong rồi sang góc siêu rộng là nó phóng lại, phóng đại ra luôn. Thì bây giờ cái chuyển của nó rất là mượt và nó theo kiểu dạng zoom. Đấy, và nhìn nó đã nhẹ nhàng, nhanh hơn rất là nhiều rồi. Cũng có thể là do cái phần cứng của Samsung năm nay làm quá tốt. Đấy, chúng ta có thể zoom được các mức từ 0.5x, 1x, 2x, 4x, 10x, 30x và 100x. Đấy, để chúng ta có thể lựa chọn. Và vừa nãy mình cũng đã nói đó là bộ ba sản phẩm của Samsung năm nay thì đều được quay video với độ phân giải là 8K với 30 khung trên giây. Đấy, tuy nhiên là cái thời lượng tối đa cũng chỉ là 5 phút mà thôi. Đấy, ngoài ra nữa thì Samsung cũng sẽ bổ sung thêm các tính năng, ví dụ như là chống rung, siêu chống rung ổn định các thứ nữa này. Rồi, và những cái điểm nữa mà các bạn quan tâm đó là khả năng kháng nước kháng bụi thì sao và liệu có hỗ trợ 5G hay không, thì câu trả lời đó là cả ba chiếc máy này chúng ta vẫn có khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn là IP68. Đấy, và cả ba chiếc máy đều mặc định là có 5G cả. Đấy, rất hay đúng không nào. Đấy, vậy là nếu mà so sánh sang với cả thế hệ cũ, đấy là thế hệ S10, S10 Plus, bỏ S10e đi nhá, bởi vì S10e là cái phiên bản khác hẳn rồi. Đấy, thì như vậy là Samsung năm nay dòng S là đã không còn sản phẩm màn hình bé nữa rồi, không còn bé như kiểu là S10e nữa rồi. Đấy, và bé nhất thì cũng đã là 6,2 inch rồi. Đấy, vậy thì những cái thay đổi là gì? Đấy là thiết kế mới hơn này, màn hình tần số quét cao hơn này, hiệu năng chắc chắn là tốt hơn rồi, camera cũng sẽ ngon hơn, thời lượng pin cũng đã trâu hơn rồi, và có hỗ trợ 5G nữa. Đấy, như vậy với tất cả những cái điểm đó thì theo các bạn nó có xứng đáng để chúng ta nâng cấp từ S10, S10 Plus lên đến S20, S20 Plus với cả S20 Ultra tại sao nét hay không? Cá nhân mình thì mình nghĩ là đôi khi có những sản phẩm mà chúng ta chấm là 9,5 điểm lên 10 điểm, chúng ta gấp đôi tiền lên nó cũng đã là xứng đáng với cả cái mức 0,5 điểm đó rồi. Đấy, tuy nhiên là với tất cả 6, 7 điểm hơn mà mình vừa mới kể ra cho các bạn thì thực sự bộ ba sản phẩm dòng S năm nay sẽ là một cái gì đó thay đổi rất lớn
Và nếu mà các bạn đặt hàng trước bộ 3 sở này thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều quà từ Cellnet. Ví dụ như là chúng ta sẽ nhận được một cái tai nghe True Wireless Galaxy Buds Plus nếu mà dành cho S20 cộng này và S20 Ultra này. Đấy, cái Galaxy Buds Plus này thì mình đã làm cái video trên tay rồi. Và cái sản phẩm này thì nó có cái tính năng xuyên âm rất là hay. Đấy, và có một số những cái cải tiến hơn về pin, rồi là cải tiến hơn một tí đi về chất âm so với Galaxy Buds ngày trước. Đấy, chúng ta sẽ được tặng bao da Clear View đối với Galaxy S20, được tặng một phiếu mua hàng 500.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào giá, được hỗ trợ trả góp 0%, rồi là được hoàn tiền lên tới 2 triệu nếu mà chúng ta thanh toán qua Shinhan Bank. Đấy, kiểu như vậy. Còn đây là cái chương trình đặt hàng từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 đấy nhé các bạn nhé. Còn nếu các bạn không nhận những cái phần quà đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ được trừ tiền đấy tại Cellnet, và chúng ta sẽ được quy đổi tối đa là khoảng 4 triệu đồng. Đấy, nếu mà chúng ta quy đổi. Đó. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về bộ 3 sản phẩm của Samsung năm nay mới ra mắt và những cái cải tiến của nó? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.